Để đa dạng chủng loại hoa kiểng phục vụ thị trường, cơ sở hoa kiểng Hòa Vi ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc đã nhân giống và trồng thành công giống hoa nhất chi mai với nét độc đáo là có đến 2 màu khác nhau trên cùng một cây. Giống cây này khi xuất hiện đã nhanh chóng được sự đón nhận của khách hàng. Điểm nổi bật của cây nhất chi mai là những bông hoa mọc từ nách lá, đẹp từ nụ đến khi bung nở. Nụ hoa có màu đỏ nhạt hoặc hồng đậm, khi nở chuyển sang màu trắng tinh khôi gồm nhiều cánh xếp vào nhau và lại chuyển dần về màu đỏ khi tàn. Thời gian hoa nở kéo dài khoảng 2 tuần. Cây nhất chi mai thuộc họ hoa anh đào, thân gỗ, lá nhỏ hẹp hình elip mọc đối xứng nhau. Cây còn có tên gọi khác là mai trắng, bạch mai, hàn mai, lưỡng nhị mai, nhị độ mai và thường được nhân giống bằng cách chiết cành. Do có vẻ đẹp nhẹ nhàng, đẹp mắt, nhất chi mai là biểu tượng của người quân tử. Hoa nở vào đúng mùa xuân với sắc đỏ mang đến nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe nên được nhiều người mua trang trí sân vườn hoặc phối hợp với các loại kiểng lá để tạo điểm nhấn cho không gian. Hiện cây có chiều cao khoảng 5 tấc có giá bán 500.000 đồng. Tuy giá bán khá đắt đỏ nhưng cây nhất chi mai vẫn được nhiều người săn lùng. Hiện nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc cũng xử lý bón phân để cho hoa nở quanh năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.